vô đây, tôi vô. Rồi, xách đi nha. Xách đi nha. Xách xăm đi bán nha. Xách đi bán nha. Xách xăm đi bán nha. Xách đi bán nha. Mời lên. Chỉnh vô, chỉnh vô, chỉnh vô. Mời lên, mời lên. Anh coi chơi giày mới chịu này. Không ai thèm đâu. Không ai thèm dặn đâu. Rồi xong. Rồi, lên, còn tiếp. Mở lên, đây. Đến đây. Nó nằm, Đến đây. Đến đây. Đến đây. Đến đây, cầm vào. Mở lên. Ôm em đi sang. Ôm em đi sang. Rồi, ôm em nha. Ôm em. Rồi, ngồi lên. Rồi, đâu có cái xích đu sẵn gì em sang. Xích xăm bao giờ trả bán nha. Nha. Ông nội với Ngoan với gia đình Sun Boy xin chào tất cả mọi người. Không ăn cái này á? Đây đây, cho ăn bánh. Thôi cho ăn bánh. Đây, mọi người. Cứ bình tĩnh mà. Khói. Đây. Con khói này, con khói này, nó cứ đi theo cái. Con khói này, con khói bánh bao này. Con khói bánh bao này. Cái thì ăn sờ. Sờ ăn giống chú không nhớ quá. Đây. Cái đấy để đây. Ăn này không? Ừ. Sao nó thích ăn táo không? Táo. Đây xăm. Trời ơi. À thôi. Đất rồi, đất rồi.
Sam. Ơ, còn con khói này. Sam. Đi đi lại. Qua đây. Đi lại. Ai cho mẹ vậy? Sam. Đi lại. À sư. Nè. Đây. Không được ăn với mẹ nha. Ăn táo không ăn mà. À đi ra. Ờ, cái con khói này, cái con khói này, cái con khói này nó cứ lội vô cái. Mọi người, mọi người, đây, 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 mọi người. Cái nào đến đâu, ủa quên con na đẻ 4 con nữa bố. Hả? Con đô na đẻ 4 con nữa. À. ba con màu trắng một con màu vàng. Đẻ 2-3 bữa rồi. Mấy đầu năm cái mèo đẻ rồi. Nhìn hết hồn ô liêu. Bibi này đẹp gái quá hả? Bibi đẹp trai quá hả? Ừ. Thật có mặn luôn hả? Đây, nè, đây. Tự nhiên đi banh miệng người ta ra cũng kiểm tra cũng biết được mọi lần này bi con đi không qua đây Sam.
Bà gai kìa, ghẹo bố rồi bố. Kiếm gì vậy Sam? Con nó gậy cái đầu người ta vậy hết. Thả tay ra. Thôi. Thôi chăm sóc bạn đi. Rồi Sam, Sam lượm được cái gì vậy? Sờ ông kêu Sam chăm sóc Sam không thèm nhìn luôn. Kiếm gì ngoài đó hả Sam? Kìa, nó bắt con ong rồi bố. Có con ong kìa.
Nhìn cô cả. Rồi. Cô ca đi xuống, cô ca. Thì nhỏ nó nhõng nhẽo ghê. Sam, đây nè, đứng đây, đứng hẳn đây nè, đứng đây. Một lần nữa tướng quý phái mình rồi, phải không? Để con khác bên đây là cái em này bố.
Mất lên, đây. Đến đây. Ngồi đây là ngồi đây đi sang và đây ngồi đây ngồi đây ngồi đi 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 cái nhà con bình nó hiện không có lâu nhiều không nó con nằm cần nó cắt xuống một điều bị ạ bị ạ bị ạ thôi phê rồi hả phê rồi ở bố ngoài ngoài Tân Biên chỗ nào bán cây kiển ta? À? Chỗ Tân Biên đó. Qua chợ đoạn. Vậy là mình phải chạy ngược lên trên mé cầu phải không? Nhưng mà Tân Biên nó không có mấy cái cây mình mua. Để xuống bãi Tân Châu. Vậy là bữa bố mua dưới Tân Châu hả? Ừ. Đấy. Để bữa nào con về bên nhà ngoại con mua coi. Con mua bông hồng bên chồng bên đó đó. Ở đây mà. Nó cái cốc của bố sống rồi bố. Hả? Cái cốc sống rồi. Ờ, sống rồi đó. Nên quá tròn luôn. Sống rồi đó. Ờ, lớn tí nữa con này. Cái nó cốc ăn ngon lắm bố. Ừ, con này. Con sợ vài bữa nó bứt ná nó ăn hết trơn á. Mấy cái hoa ra quả bứt thì trái rồi hết rồi đấy. Ủa vậy nó bứt hả bố? Bứt. Rồi xong. Thì sao bứt hết. Để làm gì còn giống má để chồng nó xong. Nó bứt ngon rồi. Nè. Ờ. Mấy cái cây già làm nó không bứt không bọc không được cái này. Nó ăn được, nó ăn. Nãy rồi nó cứ ăn từ sáng. Dạ. Cái nào các bạn? Bông màu tím, bố có bông màu tím cũng đẹp lắm. Ừ. Bông màu tím nó nhìn nó đậm bông này. Mà bố trồng cho bông này cái nó già nó lớn cái hạt không hết bố. Nó lớn rồi. Già nó ngọt hoài luôn. Ờ. Ăn không? Gai đi. Nè. 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 Ờ vậy mà nắm mặt, hồ tay lên nắm kìa. Đó. Nó nắm xong nó phát hiện là cây nó có gai. Ừ.
Đấy. Hèn chi. Hèn chi con tưới cây con thấy nó tươi, bây giờ con thấy nó ngủ ngủ không một bên. Đây là sam bứt. Ngoan thì ngoan, ông nội với ngoan, gia đình nhà Sam Boy xin chào mọi người nha. Rồi. Bye bye. Bye bye đi Sam. Sam ơi. Sam ơi.